Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhá. Anh còn nơi ấy với anh có một đời và nắm tay ai qua về vắng ai tay ấy anh còn nương cánh vai. Ôi 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 tai nghe này fucking ác rồi. Nhớ xem vào cái tay của cái kia tay chơi mấy lần nó mới hảo. Nè đây mồm kêu ở TikTok này chơi với kia chơi với nó phép á nó cho nghiệm nghe anh chưa một đời tôi được ăn từ trong một tí rồi đấy làm hít chán sao nó biết làm hít thôi mày giờ mày nó ra ngoài đấy mày ăn thì nó mới biết. Thì mẹ mình sẽ tiếp tục đi tôm hồng. Yes, rồi. Chơi kia rồi, chơi game, chơi kia rồi. Đáp tay ấy, anh còn nơi em. Anh có một đời và nắm tay ai qua mùa đông sẽ qua thấy anh còn đời trai và không anh có một đời à mày bảo tinh mang tinh nghe đi cái nhạc nó nếu cho nghe rồi mà không cho nghe không cho nghe ông béo phát mạng nè mình đều đợi tao rồi. Bố đây mẹ đừng có lướt TikTok là được hết mạng thầy chết hôm qua thì phải lướt TikTok cái sạch mạng cho đéo có mạng nhắn tin hôm qua mình nhắn gì đây hôm qua ừ chiều hôm qua đấy mày hỏi có mạng nhắn cái đi tối rồi mới được gọi điện thoại tao về là mình phải tính luôn phải thì xong về tao bật điện thoại lên ừ. Thì nó mới gửi thằng nào thì mẹ tinh nhà cái đấy thì chiều. Ô đi mẹ con cu này nó ngoài cái đéo gì chơi chả biết đâu. Nói đi. Đừng ngại. Đây. Anh có một đời và nắm tay ai đi qua. Không biết nó hỏi làm gì. Trong mơ anh có một sao và chắp tay ai cầm. Bạc à, bố mình chính là chết mẹ mày toàn vậy là mình đã tô màu xong các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp.
Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhà các bạn ơi. Bờ đồng nữa anh chỉ ngắm một lần. Đêm qua và qua tình yêu đã phai nhòa. Nỡ không ngờ một đầy đám vô va chơi mời để chân đau trái tim. Chúng ta là hai người giữ ai ngày nay chúng ta gặp mặt xa. Ôi mẹ, có phải không? Sao anh chết mà đi đi hỏng họ hỏng sống vậy rồi vẫn lòn. Chứ đấy. Đi về. Đi về xem không? Đi về, về sớm đi. Đâu đi xem nghe xem có cái gì thôi. Đời mà xe rồi. Cho mẹ đi ra. Mẹ xe hàng long còn một vậy. Nay tao đi. Mẹ mày đầy xe rồi. Xe có tiền đi thiếu xe. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô mỏi các bạn. Mẹ đéo xem này, kẻ qua. Chả có gì đâu, cũng bị công an bắt, chả có gì hay. Mẹ xem bị gì. Đúng rồi. Mẹ bị dịch thì mẹ mày trời cứu chi. Mẹ tao hỏi em tao xem bố có nhà không? Đấy. Tao hỏi em tao xem bố có nhà. Bố tao thế thôi, chị anh cũng hỏi đây. Sợ vẫn lồn. Đi dù mẹ tút thì địt mẹ trái cứu. Phải là bố anh đi mà, bố anh có nhà đâu, chị anh cũng hỏi đây. Đến đây bữa trời. Chơi mãi giờ đây tôi ngừng lại giờ gặp tới nhau một đêm vang vô vàng như hoa lỡ không gặp tình yêu thế bất tương nghe được rơi. Thấy anh thấy chị bảo có mong Tuấn ở nhà rồi ngoài chi đấy ngoài chi mà bố mẹ đi yếu luôn mà có gì mẹ cái này nhớ mẹ đánh những cái gì ấy nó dính vào đi cứ trên hay cậu là rất việc rồi đấy thế mi ơi nhưng mà họ sợ mẹ là một cái tất thì chụp cậu nó nét. Vậy là lớn lên. Ô cái này mà mấy sao nó để chạy sò à? Mình đùa tạ. Vậy là mình đây tô màu xong các bạn này.